CNN dẫn lời các quan chức cấp cao Mỹ cho biết, quân đội Ukraine với hy vọng xuyên thủng các phòng tuyến của Moscow đã vấp phải sự kháng cự lớn hơn so với dự kiến từ các lực lượng của Nga. Các nguồn tin của CNN cũng miêu tả cách Nga sử dụng tên lửa chống tăng và súng cối như thế nào để xây dựng sự phản kháng mạnh mẽ và gây ra thương vong đáng kể cho đối phương, bởi vì quân đội Ukraine đang gặp khó khăn trong việc đưa các phương tiện do phương Tây hỗ trợ vượt qua các bãi mìn được bố trí dày đặc. Sau nhiều tháng trì hoãn và đưa ra các thông điệp khác nhau, cuộc phản công của Ukraine được cho là đã bắt đầu từ ngày 4 tháng 6 với một cuộc tấn công gồm 6 tiểu đoàn cơ giới và 2 tiểu đoàn xe tăng dọc 5 khu vực ở tiền tuyến gần Donetsk và trong các khu vực khác ở phía Bắc và phía Nam. Các cuộc tấn công tiếp theo đã diễn ra và mặc dù các nguồn tin phía Ukraine gọi các cuộc tấn công trên là tấn công thăm dò, nhưng theo RT, rõ ràng cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu vào đầu tuần này. Cuộc giao tranh dữ dội nhất đã diễn ra đêm ngày 7 tháng 6 dọc tiền tuyến gần Zaporizhia, nơi quân đội Nga đã dành những tháng qua bố trí nhiều bãi mìn, hào chiến, các đơn vị khai hỏa và chướng ngại vật chống tăng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine đã tiến hành tấn công với 1.500 quân và 150 xe bọc thép, nhưng quân đội Nga, với sự hỗ trợ của pháo binh và không quân, đã đẩy lùi cuộc tấn công này. Chìa khóa phòng không của Nga là sự áp chế các hệ thống phòng không của Ukraine, cho phép chiến đấu cơ và trực thăng hoạt động tự do trên tiền tuyến. Bất chấp thương vong đáng kể của Ukraine, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ nhận định với CNN đầu tuần này rằng Washington tin là Ukraine sẽ thành công trong cuộc phản công này. Tuy nhiên, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ bày tỏ thái độ thận trọng khi nói trên truyền thông ngày 5 tháng 6 rằng hiện còn quá sớm để nói về những kết quả sẽ xảy ra. Mọi người đều hiểu rõ, bất kỳ cuộc phản công nào trên thế giới diễn ra mà không có sự kiểm soát trên không đều sẽ rất nguy hiểm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, đồng thời nhận định một số lượng lớn binh lính sẽ tử trận trong chiến dịch này.